Đi nghĩa vụ quân sự cần mang theo những món đồ gì? Mình sẽ phân ra danh sách phải có, cần có, nên có và không nên mang nha. Món đầu tiên nhất định phải có đó chính là tiền mặt. Chúng ta không nên đem quá nhiều, đem tầm 500, 1 triệu thôi để đề phòng một số trường hợp mất mát, rủi ro. Có một vài bạn nói là không cần đem tiền theo, vào đó quân đội lo hết, chúng ta chỉ cần chờ tới tháng và nhận tiền phụ cấp. Cái này nó không sai, nhưng mà không đúng hoàn toàn nha. Khi mới vào thì chúng ta cần một số tiền để mua những món đồ cá nhân như là móc quần áo hoặc những cái lớn hơn như là chổi này kia. Hay đơn giản là chúng ta thèm nước ngọt hay là chúng ta thèm ăn mì tôm thì còn có tiền để xuống canteen ăn ha. Vì vậy hãy mang theo tiền, ít nhất là mang từ 500 đến 1 triệu. Một món đồ tiếp theo mình thấy cũng rất là cần thiết đó chính là đồng hồ đeo tay. Nhưng không phải là những chiếc đồng hồ thông minh hay là những chiếc đồng hồ như thế này. Chúng ta nên mua những loại đồng hồ điện tử có chức năng báo thức, chống nước, coi giờ. Nhưng mà siêu bền, bên trâu, đặc biệt là khi chúng ta hoạt động mạnh hay ra thao trường sẽ không bị hư hỏng. Như các bạn đã biết, trong quân đội rất là nghiêm ngặt về giờ giấc. Chúng ta cần có một cái đồng hồ để chủ động về mặt thời gian. Đi tập luyện hay là để dậy sớm gấp chăn màn thôi. Tiếp theo là một món đồ rất là nhỏ nhưng cũng cần phải có, đó chính là một cây bút xóa. Các bạn hỏi mang theo bút xóa làm gì thì mình xin thưa là để đánh dấu những cái đồ cá nhân của các bạn như là đôi giày, khăn mặt, nón cối hay là một đôi tất thôi. Trong quân đội là một môi trường rất là đông và giày, dép, nón, mũ của chúng ta giống nhau đến 99% nên xảy ra cái trường hợp lấy nhầm đồ nhau rất là nhiều. Có một cây bút xóa chúng ta ghi tên ở những cái vị trí nhỏ và khó nhìn thấy. Chỉ mỗi bạn biết mà thôi thì khi chúng ta bị nhầm đồ thì chúng ta đi vòng vòng kiếm lại rất là dễ. Tiếp theo là những món đồ cần phải có, cái này cũng đơn giản thôi. Đó là những vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, bột giặt hay là máy móc tay, kim chỉ để may vá. Cái này thì trong căng tin cũng có bán nhưng thường sẽ đắt hơn bên ngoài, vì vậy anh em hãy chủ động mang theo nha. Quần áo dân sự là những quần áo mà anh em hay sử dụng để đi chơi, đi làm hàng ngày thì anh em không được mang theo nha, nhưng mà anh em được mang theo quần xịp. Mình khuyên anh em nên mang theo quần xịp dạng boxer, dạng đùi á. Thì khi vào 3 tháng tân binh anh em tập điều lệnh hay sau này anh em đi hành quân sẽ không bị hâm háng hay là bị lát háng nha. Lúc trước khi đi lính thì người ta hay mang theo những cặp băng vệ sinh để lót vào đôi giày cho êm chân, nhưng thời nay đã khác rồi, đã có những cái chất liệu ngon hơn, tiên tiến hơn, mềm hơn và giúp anh em hành quân hay là di chuyển cực kỳ êm ái và mềm mại. Đó là những cặp đốc giày làm bằng chất liệu cao su non thì anh em khi đi hành quân trời mưa thì nó sẽ không bị nát ra giống như băng vệ sinh. Chất liệu cao su non vừa mềm vừa êm là đàn hồi rất tốt. Anh em đi hành quân lâu ngày á thì nó chỉ hơi xẹp một xíu thôi chứ nó không có bị nát nha anh em. Theo mình anh em nên mua tầm 2 đến 3 cặp đốc giày cao su non để anh em mang vào 3 tháng tân binh vừa tập điều lệnh và sau này hành quân thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Gác ban đêm hay tưới râu thì cũng rất cần một chiếc đèn binh. Anh em nên mang theo một chiếc đèn binh đội đầu, vừa cầm tay được mà vừa đội đầu được, để anh em gác vào ban đêm và đặc biệt sau này đi hành quân thì anh em có thể đội lên đầu của mình trong quá trình hành quân để soi đường. Vào đó thì chúng ta sẽ huấn luyện trong môi trường nắng nóng, đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là ở trong đó rất là đông đúc, toàn được rửa với nhau không thì hay xảy ra cái mùi hôi như hôi nách, hôi chân, hôi giày, hôi miệng. Thì anh em bị cái nào thì anh em mang những cái sản phẩm đó theo để anh em khử mùi nha. Đây là những món đồ cơ bản mà hầu hết anh em khi tham gia nghĩa vụ quân sự đều mang theo. Còn ông nào cần cái gì á thì cũng tùy cơ ứng biến nha. Ví dụ như ông nào cần sữa rửa mặt thì mang theo, còn ông nào không xài thì thôi. Đây là cái của tùy cá nhân của mỗi người, anh em tùy cơ ứng biến.